Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Có sức khỏe là chúng ta có tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Nên các bạn thấy đẹp không? Cái cây đẹp nha, không thấy là tươi đẹp. Thật ra thì hôm nay mình cũng muốn nghỉ ngơi để mình sang chậu chỉnh sửa một số cây kiểng trong cái khu vực khu vườn của mình. Nhưng mà thấy cây mai chú thủy các bạn, mai chú thủy nó đang thời kỳ nó ra bông rực rỡ quá, cầm lòng không đặng, thì thành ra tôi cũng thôi thì làm một cái clip nho nhỏ chia sẻ cùng các bạn, cũng như là trao đổi giao lưu với nhau cho nó vui mà. Riết thì cũng thành một thói quen, cứ sáng bữa nào cũng vậy, là cái 6 giờ là mình lên mình tập thể dục, cái mình cũng muốn làm một cái clip nha, cái clip nhỏ nhỏ trải lòng chia sẻ để chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi. Các bạn thân mến, cũng có về nói về cái chủ đề cái cây quyệt quế. Quyệt quế thì nó cũng có cái nhiều chủ đề lắm. Quyệt quế thì nếu mà gọi là cái trong giới chơi cây kiểng thì hầu như là 99% là mọi người đều biết cây quyệt quế, kể cả từ cái khu vực từ miền Bắc tới miền Nam. Bởi vì cái cây quyệt quế này thì nó dễ trồng, nó cũng không kén đất. Tuy nhiên thì mỗi một cây nó có đều có một cái đặc tính tăng trưởng của nó và có một số điều cấm kỵ chúng ta cần nên né tránh. Thì một chút nữa tôi sẽ chia sẻ về cái vấn đề này. Có bạn nói tôi như thế này, cây quyệt quế có phải là nó ra bông vào lúc trăng tròn hay không? Giữa tháng hay không? Thì cái đó thì mình cũng để ý nhiều lần rồi, ở nhà tôi thì cũng có trồng một số cây. Nhưng mà mình thấy các bạn, nó ra bông theo cái chu kỳ của nó thôi, chứ không hẳn là đúng vào cái ngày mà trăng tròn là nó có bông. Bởi vì nguyệt người ta cứ nghĩ đến nó trăng, thì ra mà trăng tròn người ta nghĩ ra bông, nó không phải đâu các bạn, không chính xác lắm đâu. Tôi thấy hình như là nó ra bông theo một cái chu kỳ bông, khi một cái thời kỳ khi mà một cái cây nó ra bông như thế này. Sau một đợt ra bông thì cây nó bông nó sẽ tàn, là nếu mà chúng ta mà con tàn lại, chúng ta con tàn hớt ngọn rồi chúng ta tỉa tót cây cho nó gọn lại, và đồng thời là chúng ta không cho nó cái trái, thì cái dòng quay nó ra bông ở lại thì nó có tầm khoảng từ 3 tuần, cái tầm khoảng 20 ngày, 21 ngày gì đó thì nó sẽ ra bông lại. Thì các bạn thử để ý coi, nhưng mà dưới cái điều kiện là các bạn trồng nó ở những cái nơi mà khí hậu nóng, càng nóng chừng nào thì kích thích ra bông càng nhiều. Còn những cái vùng mà khí hậu lạnh hay là cái vào cái mùa mưa nó nhiều á, mùa mưa mà nó nhiều quá thì cây nó cũng chậm ra bông lại. Thì bông quyệt quế thì các bạn biết rồi, nó rất là thơm. Cái bông nó có một cái bông quyệt quế nó có một cái nét đẹp, nó rất là bình dị, rất là bình thường, các bạn thấy không? Đây tôi cho các bạn xem cái bông của nó ha. Cái bông của nó rất là bình thường, bông màu trắng nuốt nhưng mà nó thơm lắm. Và đồng thời cây này nó cũng có mang một cái biểu hiện về cái phong thủy. Nếu mà các bạn nào mà có nghiên cứu hay là có cái sở thích về phong thủy thì các bạn cũng nên sở hữu cái này. Nhất là các anh ha, anh trai trẻ mà chưa vợ hay là đã một lần gian dở thì cũng nên là chúng ta cũng sở hữu một cây quyệt quế. Bởi cây quyệt quế nó sẽ đem lại cái niềm may mắn, và quan trọng nhất là nó sẽ giành lại những cái vị mà thắng lợi nhất mà mình mong muốn. Thì theo tôi biết như vậy thôi, thành ra những cái thuật ngữ về vấn đề tâm linh hay vấn đề về phong thủy đồ tôi cũng không có rành mấy cái thuật ngữ đó, thành ra khi mình chia sẻ thì mình sợ mình nói không chính xác thì mấy bạn lại cười cho. Thì đại khái tôi chỉ biết như vậy rồi. Các bạn thấy là cái ngoài thiên nhiên một cái cây quyệt quế như thế này nó phát triển rất là lớn, cao rồi nha. Cái tầm nếu mà tôi nhận thấy là những cái cây mà tự nhiên nó cao thì nó lên cái tầm khoảng 4m, 5m có, tôi thấy rồi. Và đồng thời nếu mà các bạn mà có về miền Tây á, các bạn về miền Tây có một số tỉnh thôi, mình đi về cái tỉnh Vĩnh Long, cái khu vực Vĩnh Long á, Vĩnh Long, Kiên Giang gì, Trà Vinh gì, tôi thấy họ bứng, không biết họ khai thác từ rừng hay là do là những cái cây mà tổ tiên người ta trồng ở lâu năm họ bứng không, mà họ đưa vô họ dâm ủ á, trong một khu vực tôi thấy toàn cây nào cái nấy trà bá không, cái cây mà các bạn có thể trèo nó được mà nó lớn như vậy. Nhưng mà các bạn muốn chơi rút ngắn lại, rút nhỏ lại giống như tôi nè, tôi chơi cái dạng là bonsai một người ôm nè, thì tôi sẽ đưa nó vô. Cây này trước đó thì người ta cũng là trồng linh luống, người ta trồng dưới đất, rồi sau thời gian rồi bắt đầu người ta mới sạc ngọn nè, các bạn thấy người sạc ngọn ở đây nè, họ sạc ngọn rồi họ mới đưa vô chậu họ trồng để họ
họ làm cây kiểng, cái bonsai, cái tầm trung, tầm một người ôm như thế này. Và khi mà trồng như thế này thì các bạn cứ chăm sóc ha, chăm sóc rồi các bạn mỗi một đợt các bạn có anh tàng đó thì các bạn sẽ giữ được cái phun cây. Cái phun cây nó theo một cái chiều cao như mình muốn. Và đồng thời nếu mà chiều cao nó không phát triển thì cây nó sẽ phát triển chiều ngang, mấy cái nhánh này lớn lên. Cây nguyệt quế các bạn, nguyệt quế thì nó phải nói là cái dòng cây này nó ăn phân kinh khủng. So với những cái dòng cây khác thì cái cây nguyệt quế nó hấp thụ, nó tiêu thụ một cái lượng chất dinh dưỡng gấp đôi những cái cây bình thường. Khi mà các bạn trồng, các bạn để ý, các bạn cũng một chế độ bón phân như nhau, nhưng mà có thể các bạn cái cây khác nó phát triển rất tốt, nhưng mà cái em này thì lúc nào cũng lẹt đẹt, cái lá nó vàng là do nó bị thiếu dưỡng chất. Thiếu dưỡng chất thì cây nó sẽ còi cọc, nó sẽ ít bông đi, hoặc là nó nở bông không có đúng theo cái dòng chu kỳ của nó. Thành ra các bạn trồng, các bạn lưu ý cái liều lượng phân của cây nguyệt quế để nó ăn gấp đôi những cái liều lượng phân thường đó. Phải nhất là nếu mà các bạn mà cả mà bận bịu không có đi mua phân nhiều cho nó đó, tại mình ở phố mà các bạn ha, thì các bạn có thể khi mình nó nhỏ nha, đừng cho mấy bà biết, mấy bà biết bà cười chết. Các bạn sáng đi tiểu, các bạn tiểu vô trong một cái thùng á, trong cái xô, các bạn tiểu, các bạn ủ đó trong vòng khoảng chừng 2 tuần sau, rồi các bạn dùng nước tiểu các bạn pha nước theo cái tỷ lệ là 1:3, một nước tiểu một lon sữa bò nước tiểu thì có 3 phần nước như vậy, các bạn pha, các bạn tưới mỗi tuần, các bạn tưới một lần thôi, tốt cực kỳ tốt luôn đó, khỏi phải tốn tiền mua phân bón vừa mắt, để tiền mua phân bón thì mua bia mua rượu uống cho nó sướng ngất ngay ha. Đó, tôi chỉ cái mẹo nhỏ các bạn, nhưng mà nó hơi mất công chút xíu. Các bạn đừng có ngại vấn đề mà nước tiểu mình nó hôi gì trơn, tại vì nước tiểu của mình mà mình biết mình, nó không quay bệnh tật gì đâu, sợ người lạ thì nước tiểu nó có sinh bệnh nó, mình không sao hết, mình người khỏe mạnh bình thường mà, không, mình không có sợ cái chuyện đó. Các bạn đậy nắp kính lại thì không sao, khi mà cần thì các bạn pha nước, các bạn tưới vào buổi chiều á, chiều tối mình tưới vô cho nó bốc mùi. Và đồng thời mà khi các bạn mà tưới nước tiểu vô, các bạn biết không, cái mùi ammoniac á nó bốc lên, nó bốc lên cái thân cây nè, nó sẽ làm cho nó cũng làm, nó đẩy rầy, nó bám trên cây. Cái cây này thì tôi thấy thì nó cũng có sâu, nhưng mà nó cũng ít sâu, đa số là nó có cái rầy nó bám vô cái lá rất là nhiều luôn, hoặc là những cái rầy nó làm cho cái lá nó đen đen, nó xẹm xẹm đen đen các bạn. Rồi khi mà cái rầy bắt vào, biết không, nó bám là các bạn mà không trị hữu hiệu thì cái cây của các bạn hiểu không, nó sẽ chết nhanh. Nó chết nhánh rồi nó khô nhánh rồi xong xuôi bắt đầu nó sẽ làm cho cái cây của mình nó mất cân đối. Thí dụ như là tôi đang khóa cái nhánh này, tôi phá cái nhánh chỗ này mà, nhưng mà cái nhánh này nó sẽ bị xây sâu, nó sâu thì nó không phải chết, nhưng mà rầy nó sẽ làm chết, rầy nó bám mà tôi không trị, tự nhánh nó khô thì cái chi này nó sẽ bị khô, nó không chết nguyên cây mà nó sẽ bị chết cái chi bên này, cái chi mà mình khóa nhất thì khi mà cây của bạn nó sẽ bị mất cân đối. Cây nguyệt quế là nó thường bị trường hợp, các bạn để ý rồi. Và đồng thời các bạn lưu ý ha, những cái vết sạc ngọn trên cây nguyệt quế hầu như là không có liền như những dòng cây khác. Ví dụ như mai chú thủy, những cái vết sạc ngọn, những cái vết sẹo của nó từ nó, cái vỏ của nó lem lại, nó lem nó bọc từ từ là nó để những cái sẹo hình trụ rất đẹp. Nhưng mà cái cây nguyệt quế, cái thân của nó thì cái vỏ của nó rất là khó lành. Thành ra khi mà để là cái sẹo thì chúng ta phải chấp nhận thôi. Cũng như cây bên đây tôi có cái sẹo nè, có cái sẹo cái này, một chút nữa cuối clip tôi sẽ cận cảnh để cho các bạn xem. Chơi cái dòng cây này ha, kích thích cho nó có bông thì các bạn lưu ý ha, sau mỗi đợt ra bông thì các bạn tỉa nhánh cho nó, các bạn tỉa lá cho nó, tỉa ngọn cho nó thì nó sẽ tiếp tục là một cái chu kỳ nó ra bông mới. Nhưng mà lưu ý cái dòng ai nói cây mai chiếu, xin lỗi, ai nói cây nguyệt quế dễ sống, quăng đâu sống đó, không hẳn đâu các bạn, nó cũng tùy cây rồi nha. Nếu mà các bạn biết rõ về cái đặc tính tinh trưởng, tăng trưởng mạnh hay là khó trưởng, nhất là các bạn hãy đến những cái người mà chuyên về kinh doanh những cái mặt hàng cây kiểng, thì nơi đó người ta có một cái nhìn rất là chính xác. Tại vì khi các bạn trồng một cây hai cây mà các bạn may mắn, các bạn trúng những cái cây nó khỏe, các bạn thấy cây này ợt rồi, quăng đầu xong đó dễ xong chết, mắt cha đội nó bay bạ không nói. Nhưng mà các bạn thử kinh doanh vô cái ngành cây này, tôi đã đi rất là nhiều vườn rồi, thậm chí người ta rất là sợ, nhiều lúc mà người ta chuyển cây về nguyên một cái chậu
cây đang xanh tốt người ta không dám sang chậu rồi. Khi mà sang chậu đụng lơ mới chết, cái này khó chịu lắm, nhìn nó như vậy á. Và đồng thời khi mà các bạn mà cái vấn đề mà kỹ thuật giữ cho cây xanh tốt thì có lẽ tôi sẽ làm một clip khác thôi, bởi vì cái clip này mình chỉ giới thiệu sơ qua về cái dòng cây này, rồi tản mạn rồi nói chuyện chơi cho vui thôi, chứ tôi không đi sâu về vấn đề là kỹ thuật. Bởi vì bất cứ một cái dòng cây gì nó cũng có một cái loại cái đặc tính tăng trưởng của nó và cái ưu cái khuyết điểm của cái từng cái dòng cây. Thì khi mà chúng ta chơi cây kiểng thì chúng ta nắm được ưu khuyết điểm của từng chủng loại cây thì chúng ta khắc phục được, thì nó chúng ta chơi cây thì nó sẽ tốt hơn. Rồi cái cây này thì nó cũng bị nấm nè các bạn, nhưng mà cái nấm mốc hay nấm gì nó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất các bạn lưu ý, quan trọng nhất là nó sẽ bị rầy. Các bạn lưu ý, nếu mà các bạn mà muốn ngừa rầy thì cũng dễ thôi, chứ khoảng chừng 10 ngày các bạn vào phun thuốc diệt rầy một lần. Thì thuốc diệt rầy thì trên thị trường dùng miền của các bạn có gì các bạn dùng cái đấy. Các bạn phun rồi, các bạn thấy phun thời gian rồi, các bạn đổi thuốc ha, đổi thuốc chúng tôi để cho tránh trường hợp mà rầy nó sẽ kháng thuốc. Rồi như vậy thôi. Tôi thì tôi trồng cây này, tôi thường sử dụng B1 ha. Nói chung là những cái chế phẩm về cái hóa học thì tôi cũng hạn chế dùng những cái loại NPK, những cái phân mà đạm, mà lân, kali nhiều, ít sử dụng đó. Mà tôi chủ yếu tôi bón phân hữu cơ, bón phân hữu cơ mà loại phân viên. Thì trong phân viên hữu cơ của Canada, của Bỉ, của Hà Lan hay của Úc hay của Mỹ gì á, thì trong đó người ta cũng đã pha trộn những cái chất cần thiết để cho cây nó hấp thụ rồi. Thành ra các bạn đừng có sợ mình bón cái loại đó thì nó sẽ cây của mình thiếu chất, trong đó nó đầy đủ chất hết rồi. Các bạn bón nó thì nếu mà theo chu kỳ thì một tháng bón lần, nhưng mà tùy cây, khi bón các bạn hơi bón nhiều hơn cây khác một chút. Và đồng thời như tôi chia sẻ hồi nãy á, cái vụ nước đáy á, các bạn cứ tưới vô. Nếu mà các bạn không bỏ đó, các bạn cứ tưới nước đáy vô, thử coi, các bạn thử coi. Xanh mượt luôn, mà cái dòng cây này mà nó cây vượt quế mà nó xanh mượt, các bạn biết nó tốt. Mình nhớ dưỡng ha, chứ còn cây đang chơi chưa giờ mà tưới là bà xã trời ơi, chắc bà cầm ràm cái chất chết quá. Khi mà chúng ta dưỡng thì chúng ta mới tưới nước đáy vô nó tiểu vô thôi. Còn bình thường các bạn chơi khi mà nó có bông đem nhà, nhưng mà cái mùi hôm của nó rất là nồng. Các bạn lưu ý khi mà chơi vô nhà đó, nhà mình được không gian kín, nhất là nhà của các bạn mà có máy lạnh, thì những cái loại cây mà nó có cái mùi hương á, nếu mà các bạn chơi buổi sáng chút xíu thôi, các bạn chiều các bạn khiêng ra ngoài, chứ đừng có để qua đêm cái mùi hương đó nó sẽ làm dễ dơ bị chúng ta mất một xíu oxy trong phòng, không có tốt. Nhất là con hoa hồng, quyệt quế, kim quýt rồi mấy cái dòng nó thơm lắm. Rồi mình nói tới đâu rồi ta? Rồi cái quá trình cây tăng trưởng của cây tôi cũng chia sẻ với các bạn rồi, đó là cái đặc tính của cây quyệt quế. Lưu ý cây này nó sống ở vùng nóng, càng nóng thì ánh nắng đầy đủ thì cây nó sẽ có ra bông rất là nhiều, ra bông quanh năm, theo chu kỳ khoảng chừng 3 tuần nó ra bông một lần. Nếu chúng ta tỉa tót, chúng ta bón phân, chúng ta phun thuốc ngừa rầy, chết mũi bốn rồi, thành ra nó ưa lẩn thẩn nó quên, có gì bằng thông cảm ha. Cái trước tính không chích, cái lưỡng lự hoài không chích. Nói trời ơi, giờ thôi cũng kệ đi. Thôi lo có mạng già thôi kệ nó. Nhớ quên, con vậy nó làm chúng ta thoải mái hơn. Nó già rồi nhớ nhiều cũng không tốt. Giờ kỷ niệm hằng trống, hằng đóng, hằng đụng rồi cứ quên hết đi. Bỏ hết đi, xong thoải mái đi. Rồi cái vấn đề là cái nhân giống quyệt quế ha. Giờ mình nói tới vấn đề là nhân giống. Thì quyệt quế đa phần nhân giống từ bằng cái hộp. Khi mà cây nó có trái thì cây nó có bông thì nó có trái. Cái nhiều bạn thắc mắc tại sao cây của các bạn không có trái. Nó tùy theo cây rồi nha, quyệt quế nó có rất là nhiều loại. Cái loại lá lớn nè, cái loại rừng ít bông đó. Cái loại lá lớn, cái loại lá trung, cái loại lá sắn không chùm, cái loại lá rí, lá nhỏ nữa, nói chung rất là nhiều. Hiện tại bây giờ cái loại lá nhỏ rất là hiếm, lá nhỏ thường lá nhỏ xíu, lá rí thường thường người ta ghép. Còn cái cây mà quyệt quế mà trái nhiều nhất á, bông nhiều nhất là lá sắn bông chùm, là loại hiện nay rất nhiều người chuộng, bông nó nhiều. Nhưng mà bù lại bông nó nhiều thì nó là ít đậu trái. Còn cái cây bông ít như là quyệt quế lá trung lá nó nhỏ mà nó duỗi thẳng, nó rất là ít bông, nhưng mà bông nào hầu như là nó có trái như cây đó. Thì thông thường quyệt quế các bạn người ta nhân giống bằng cách khi mà trái nó chín, người ta lấy trái người ta gieo hạt cũng như là trồng mai bình thường thôi. Cái cây quyệt quế này được cái là cái trái của nó ăn được, nó hơi ngọt ngọt, thành ra các bạn trồng trong nhà các bạn yên tâm, nhà mình có em bé thì em bé nó có lỡ năng cũng không sao hết, nó cũng không độc hại gì. Hoặc cách nhân giống thứ hai nữa là cắt chiết cành.
Thì khi mà chiết cành thì các bạn sử dụng, các bạn chơi cho cái dòng bonsai, bonsai cầm tay, bonsai bỏ túi. Thì khi mà chiết cành thì các bạn lựa ha, các bạn hãy nhìn lựa, các bạn lựa mấy cái co nào mà các bạn thích đó, cái co nào các bạn thích đó, nó đẹp đó, thì các bạn chiết ngay cái co đó thì các bạn trầm. Thì chiết nhánh thì cũng như mọi cái, cũng như kỹ thuật chiết cũng như bình thường, mà các bạn bóc vỏ ra để cho nó khô, để cho nó khô có vết cắt, chừng 3 ngày sau các bạn bó lại, dùng giá thể rễ rút bình hay là sơ dừa các bạn bó lại, thì khoảng chừng 2 tháng sau, là chậm lắm 3 tháng thì nó sẽ ra rễ, chúng ta tiến hành chúng ta cưa nhánh, chúng ta trồng thôi. Hay đơn giản như vậy ha các bạn. Cây này hôm nay rất là đẹp. Ông thằng nhóc nhà tôi nó có nuôi một cái, nó có đặt một cái tổ ong đây nè. Bởi vậy cây ở nhà nhiều lúc mình phun thuốc rầy mình cũng ngại sợ mấy con ong nó chết á. Thành ra nó kia nó ra bom thế này các bạn. Ong các bạn thấy không? Ong nó dập dìu đủ thứ, ong dúi à, với ong ruồi nó bu. Ong ruồi thì tôi không có nuôi, ong ruồi cái các bạn sớm mẹ nuôi á. Còn ong con ong nhỏ nhỏ nè, ong dúi thì thằng cu nhà tôi nó nuôi các bạn ha. Rất là đẹp ha. Rồi cái bông nguyệt quế này nó nở nó mau tàn lắm. Cái dòng này là sáng nở tới chiều rụng mẹ rồi, nhưng mà bù lại thì bông nó có chùm, nó có chùm thì nó nở, nó luân phiên nha, nó nở. Cái bông này rụng mà thì bông khác nó tiếp tục nó nở. Thì một cái chu kỳ khi mà từ lúc mà nó nở một cái bông đầu tiên cho đến cái bông cuối cùng thì nó cũng kéo dài được cả tuần. Trong một tuần đó chúng ta chơi đủ rồi ha. Tại vì bông nào cũng vậy, coi vậy nó nở lâu quá mình nhìn dưới mình cũng chán các bạn ha. Mình cũng phải là thay đổi cái không khí. Như tôi chơi kiển ở đây cũng vậy nè. Hôm nay tôi ôm cái chậu này tới giờ góc này, ngày mai tôi lâu lâu hứng chí lên ôm chậu tới giờ vào góc kia, tới giờ vào góc nọ, thì nó sẽ tạo cho mình một cái không gian nó mới mẻ, nó kích thích cái tinh thần của mình, nó tăng cái sự mà ham muốn để mình chơi cây nó sẽ được thú vị hơn. Chứ nếu mà các bạn để một chỗ hoài, ngày nào ra cũng nhìn một chỗ cố định, lúc nào cũng nhìn một chỗ cố định, một cây cố định, không có một cái kiểu dáng gì lạ thì nó dễ nhàm chán. Chơi cây kiển hay là bất cứ một cái ngành nghề gì, tôi nghĩ thì nó cũng như vậy thôi, cũng không có gọi là cái gì mà quá đáng ha các bạn ha. Còn gì nữa không ta? Rồi, thôi, vậy chắc ha, cho đến đây đủ rồi. Nó nhiều quá, clip ngắn ngắn thôi, dài quá các bạn cũng mất thời gian của các bạn với các bạn chóng chán. Thôi đến đây tôi cũng xin nói lời chia tay với các bạn. Rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp các bạn ha. Tôi sẽ cho các bạn xem là cái vết sẹo của cái cây, hầu như là vết sẹo ngàn năm muôn thở không bao giờ lành được. Vết sẹo này không có lành, nói không lành đâu bạn ơi, có nhiều người nói vậy thôi. Chứ tôi đi làm phim cũng nhiều chỗ lắm rồi, chưa hề thấy cái cây mai, cây nguyệt quế nào mà cái vết sạc ngọn mà nó liền cũng như là những cái dòng cây khác. Đây mình cho các bạn xem ha. Đây nè, ngoài thiên nhiên nè, họ trồng nè, các bạn thấy không? Đây nè cho các bạn xem, quay lại chỗ góc độ này thấy không ta? Đây nè cho các bạn xem nè. Đây nè, họ cắt cái ngọn này các bạn, họ làm cho cây nó lùn lại. Cây nó lùn lại thì bây giờ nó để là cái này luôn, là nó gỗ luôn, quá gỗ luôn, nó không lành. Còn cây này, nếu các bạn này, cây em này thì chưa đủ có độ già. Khi mà đủ độ già các bạn sẽ thấy là nó chóc nè. Đây nè, tôi cạo cho bạn xem, nó chóc, nó lòi cái trắng nè. Nó lòi cái da trắng. Lúc đầu nó còn trẻ đó, thì nó có cái da me nè ha. Này là tạm gọi là da me. Nó đang đen thế này, nó đang giống như cây me. Khi mà nó già rồi á, nó đổi màu, nó chóc hết cái vỏ đi, nó sẽ nổi gân guốc rồi lên, nhìn rất là ấn tượng, cơ bắp nhìn đã lắm, sướng lắm các bạn. Rồi hôm nay mấy ông cu này sẽ im rù rù biết các bạn sao hôm nay cu nó không rù không? Là tôi đang thay đổi cái nơi trồng đây nè. Hồi trước là tôi trồng mấy cái cây khác, bây giờ tôi lại đưa mấy cây xương rồng này vô, cái đem mấy cha nội này móc nè, móc ở chỗ ngay cái cố định cái thanh đòn ngang này nè. Thanh nó nhìn nó thấy xương rồng nó sợ các bạn, nó sợ, nó không gù. Kể nó vài ngày nó quen nè, cái dòng chim cu này nó cu mà nó nhạy, nó nhạy cảm với cái môi trường bên ngoài lắm. Thành ra tập cho nó quen dần, khi mà nó quen với cái cảnh xung quanh rồi, bắt đầu nó mới chịu, nó mới có sung sức lên, nó mới gù. Rồi nói dài nói mãi cũng vậy thôi, đến hồi để chia tay với các bạn rồi. Rất rất cảm ơn các bạn dành thời gian với báo nha, để xem này. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp.